bây giờ đó cô đang quay phim ha, thì có một người ân nhân ở bên Canada là một nhóm anh chị mà chụp hình đó, thì các anh chị gửi tiền về để mua mấy này quà cho các em. Thì các em có gì muốn nói với các anh cô các chú bển không? Nguyện nói đi. Em xin cảm ơn. Rồi em thích quà được, em thích mấy cái quà này không? Thích lắm hả? Chị gắng học giỏi nha, mai mốt cho tiếp nha. Năm tới về sẽ cho quà thêm ha. Em học lớp mấy rồi? Lớp 3. Rồi, mấy em học lớp mấy nè? Dạ, từ lớp 2 trở đi. Dạ. Anh học lớp 7, lớp 6. Lớp 8 hả? Năm nay lớp 8 là lớn nhất đây. Dạ. Còn lớp 6, lớp 7, lớp 4, lớp 3. Dạ. Có một số, có trong này có khoảng 5 em nó sẽ đi mười mấy cây số nó tới đây. Dạ. Đi bộ á sao? Dạ, cha mẹ nó chở. Dạ. Nó đi cái đường mình núi mà chỗ trong nó có làng cùi. Dạ. Nghĩa là cũng đi cực. Còn treo này á. Dạ. Mãi đi mãi có trong nữa, đi trong xóm núi phía trong. Dạ. Cần chụp xe nha, cháy máy đó. Chưa cháy. Rồi cho cô hỏi các em cấp 3 là mấy tuổi sao? Dạ. 16, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Dạ lớp 10, lớp 11, 12. Thì chị đang quay phim ha. Thì những cái món quà này là cho những người ân nhân của nhóm nhiếp ảnh gia bên em đang có ta đã gửi tiền cho chị để gửi sơ mua mấy cái này. Thì các em có muốn nói gì với những người cô chú đó không ạ? Đại diện nói đi, sợ nói to đấy. Nói to nha. Dạ, trước tiên em xin thay mặt các bạn cảm ơn mấy cô chú và người anh thân nhân đã giúp chúng em có được nơi anh có được anh học em thích không? Dạ. Thấy vui không? Dạ em có. Em xin chân thành. Cố gắng học giỏi ha. Mấy em cố gắng học giỏi nha. Rồi năm tới thì cô sẽ xin thêm quà về nữa. Chịu không?